Đây một là một lô đất vùng ven. Đây là đất đất trồng lúa. Nhưng mà này là vườn đất cây lâu năm, nhưng mà ở trong này là sát với khu dân cư, còn khu dân cư ở phía trong. Đây, khu dân cư ở phía trong. Ở đây thì người ta cũng nuôi yến. Từ đây đi ra đường chính tỉnh lộ thì khoảng một cây số ra tới tỉnh lộ. Từ đây ra đó là đường nhựa 5 mét hết, đường bê tông 5 mét. Ở đây thì có một số người ở rào đất là hết rồi. Lô đất rất là đẹp nha anh chị. Ngoài này thì vài trăm ngàn một mét vuông thôi. Ngoài này là đất lúa. Ở đây là có đường điện ba pha nữa. Đường điện ba pha đầy đủ luôn anh chị. Từ đây ra trung tâm chỉ khoảng 1 km thôi. Khu dân cư tập trung đông đúc.